Cân DJI Red 3 như là lên con này là lên 3514 với lại body là A7R3. Canh làm cũng dễ mà. Dạ. Canh được làm quen tay thôi. Cái này thật ra quen tay thôi. Hoặc nhầm lóc cái chụp này được không? Cái chụp này. Cái chụp nào xong lóc cái, lóc lại cái. Đúng rồi, cho nó khỏi bị lay. Thật ra không lóc được, nhưng mà nếu mà mình lóc thì nó khỏi bị dậy lung tung. À, mình cân nó dễ hơn. Đang quen mà cũng dễ canh không cần. Ở dưới nó còn cuối lóc luôn. Mở lóc ra trước nha. Đó, đúng rồi, thấy lóc chưa? Đó, cái đây. Học tôi lóc luôn. Đúng rồi, mở ra. Nó bị nằm bên này đúng không? Bị đẩy qua lại. Đẩy qua đây đúng không? Đẩy qua đây. Ok. Chứ mở ra. Mở ra rồi. Các bạn được rồi không? Ok. Rồi ok, còn một cái okay. Chưa cần anh biết là cái gì không? Cái trục này này, trục này kia trục này. Đó, trục này đúng không? Chính xác. Rồi anh mở cái lóc này, anh gửi nó lên là anh sẽ cân được đó luôn. Không, lên đó, thấy không? Chưa đấy. Bốn này đi đấy. Đúng rồi, anh hiểu. Bây giờ nó là nó bị mình thả ra, nó còn nữa luôn. Rồi ok. Rồi lóc lại. Rồi anh kết lại trong cái đầu tiên luôn, anh coi nó chuẩn chưa? Đầu tiên đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Đó, ok, xong một xíu. Đúng rồi, dừng một xíu lại nữa là đẹp. Dạ. Ok rồi đó. Em mở thử ok đúng không? Quá chuẩn luôn. Ok. Bóp cái giữ sát âm cho nó sát hả? Nói vậy thôi. Dạ đúng rồi. Bây giờ trước khi mà bật bộ là phải anh phải mở nó lên hết nha. Hết không? Đúng rồi. Làm ba mở ra thì đây vô trường hợp mà mình không có tìm ra app đó, không lấy lên mạng đâu này, mà nó là Delia Ronin app. Ok thì nó sẽ ra cái trang của Delia, thấy không? Thì anh tìm cái trang nào là Download Center đã hai lần đầu là được này, nó vô một cái này nó download Android ADK, thấy không? Bấm vô một cái luôn đó thì bây giờ mình phải luôn Spotify phải để cài luôn, mình phải luôn. Thì giờ nó không có tên Select Play là phải cài lên trực tiếp mình đang chụp đó thôi. Rồi ok, sau khi mà mình đã xong rồi đúng không? Đây. Rồi ok đã. Cái gì là con cái account của thằng Bình Giang thì như có đúng không? Bây giờ mình tạo một cái nha. Bây giờ anh nhập cái email của anh đi. Giờ là mình mở cái này lên. Anh giữ đây nó cùng nhau với đây. Đúng rồi. Đó, hiện sáng là bỏ ra nha. Ok rồi. Ok lên rồi đúng không? Đúng rồi. Anh nhỏ cái lịch luôn nha, giúp em đi. Được rồi. Cái lịch thấy không? Có một cái thẳng đó luôn. Rồi ok. Rồi bây giờ trên này nha, thì mình sẽ chọn là Connect. Rồi mình chọn là Connect Keyboard. Đúng rồi. Rồi bấm vô tên đó. Bấm vô tên đó luôn, đúng rồi. Ok. Rồi bây giờ nó có hiện lên nó 1.8 nhé. Đó bắt đầu đó nhé. Nó đi chèn vô. Cái đâu? Đây rồi. Bấm vô, bấm vô. 8 nữa rồi. 1.8. Ok, hoàn tất. Rồi. Bấm vô. Đúng rồi, green. Ok. Ok luôn. Đó, thấy nó ngỏng nha. Rồi cái bộ A skip. Skip luôn em. Rồi bây giờ nha, có một gì chơi xong rồi đó, để mình tiếp quẹt lên xong rồi đó. Bây giờ em giới thiệu sơ những cái thứ này nha. Anh này giới thiệu sơ ra cho anh dễ xài. Dạ. Ok. Rồi bây giờ cái bước đầu tiên mình mở nguồn lên là cái gì? Mình vô cái đầu tiên luôn, auto tune luôn.
cái đầu tiên á, và ra hiện đó anh bấm nhiều mũi một lần thôi, tại sao không nhận nó không? Không, mỗi lần mở nguồn lên là phải làm hết. Bấm vô cái đầu tiên thì chính xác, bấm vô cái, rồi anh bấm là start challenge. Rồi ok, rồi trong quá trình này anh không có cầm bị bồ nha, anh để cho nó tự nó cân lại. Để trường hợp mà như lúc nãy mình có cân sai dần nữa, mình cân, mình cân 95% thôi, còn 500% còn lại thì mình muốn tên nó sẽ chỉnh lại, điều chỉnh lại cho mình. Kim là cái đỉnh là nó căng từng chỉnh. Đúng rồi, thì mình cân mà nó càng chuẩn thì cái này nó càng khỏe. Rồi ok, để vừa thì sau khi cân xong rồi đúng không? Thì trên này em giới thiệu từng cái nha. Cái mà cái số 2 này là báo màu xanh có nghĩa là ok, là những cái trục này mình cân là chuẩn rồi, không có bị lệch. Thí dụ như bây giờ em cân nó lệch đi, đang đều anh thay đổi thấy không, nó lên vàng lên đỏ là thấy nó không ổn rồi đó. Ok rồi, nó càng về giữa là càng ok nha. Rồi cái tiếp theo cái bên này là cái mod chơi. Cái mod chơi này á thì mình sẽ nhìn ở bên hông này, nó sẽ có TFV này, anh nhìn bên hông này, TFV là rồi dưới là bên follow, phía dưới nó là FPV. Đây là những cái mod chơi phổ biến nhất mình sẽ chơi. Cái đầu tiên TFV á thì mình sẽ nhìn lên cái này cho nó dễ, nhìn lên cái này không? Có nghĩa là nó sẽ là trái phải và lên xuống. Đó anh nhìn theo mũi tên thấy không? Đó em gạt xuống cái thì nó chuyển qua cái gì? Chuyển qua là chỉ là trái phải thôi. Em gạt xuống cái thì nó là trái phải lên xuống một xoay nghiêng luôn. Ok thì nó là cái gì? Nó là trái phải thì là giờ này em cầm lên em lắc trái lắc phải đi này thấy không? Em đưa lên đưa xuống nó vẫn đi. Nhưng mà em nghiêng thì em đi, tại vì nó chỉ là trái phải lên xuống thôi. Đúng rồi, chính xác. Rồi em qua cái thứ hai thì nó là trái phải thôi. Thì sao? Thì trái phải em vẫn đi được. Nhưng mà em lên xuống thì nó không có đi theo như vậy. Đã thấy không? Hồi nãy nha, hồi nãy là em lên thì cái camera nè, để camera nó ngửa lên theo. Đã thấy không? Nhưng mà bây giờ em vô cái mod thứ hai á, em ngửa lên thì nó không có ngửa lên theo, nó chỉ là nhìn ở phía trước thôi. Ok. Rồi. Thì cái mod này mà ứng dụng là gì? Ứng dụng là ví dụ như anh đang làm shot đi, anh đang làm shot, ví dụ anh đang quay dưới chân của người đang đi bộ. Xong rồi anh đưa dần lên eo rồi lên tay đầu họ. Đó, thì nó vẫn là nhìn phía trước nhìn họ thôi. Còn cái ứng dụng của cái phía trên là gì? Bây giờ anh vô thấy có một cây cổ thụ thì là một cái bức tượng Phật rất là bự đi. Anh muốn đưa vô cái chân rồi anh quay từ từ lên trên bức tượng Phật như thế này đó. Anh lui lên và đó. Thì anh sẽ ứng dụng qua cái đó. Ok, cái tiếp theo là gì? Cái tiếp theo là gọi là cái FPV. Cái FPV này thì là hay gọi nói là cái này là góc nhìn thứ nhất, có nghĩa là cái góc nhìn của mình luôn. Cho nên là nó là có cả gì trái phải lên xuống rồi nghiêng luôn đúng không? Thì này này trái phải nghiêng xuống thì nó giống như cái mắt đầu tiên đúng không? Nhưng mà nó thêm một cái nữa là góc nghiêng. Anh nghiêng nó như thế luôn. Đó. Thì ví dụ như anh đang giảm thành một cái cầu bóng đá đi. Thì anh chạy tới khúc đó, anh chạy lắc chiếc nắp, anh chạy tới khúc đó là bốn cái mình anh lắc người, các anh lắc người là như đây này. Đó thì nó sẽ tạo cái cảm giác là nó chân thật hơn. Rồi, và thêm một cái ví dụ anh đang quay một nhóm nhạc đang nhảy. Thì anh cái hiệu ứng là anh phải dưng ra dưng vô tiếng lùi liên tục, rồi anh phải lắc qua lắc lại liên tục thì nó mới gọi là nó đúng cái cần quay được. Rồi ok, thì bây giờ cái FPV này mình vô trong này. Anh bấm vô trong này. Nó sẽ có là 360 độ luôn. Đó, nó ngửa cao dần dần. Thì cái này là anh sẽ làm một cái shot gọi là cái shot vừa đi vừa xoay. Anh sẽ kết hợp với gọi cái traffic ở đây này. 360 độ đó. Đúng rồi, như thế anh đẩy nhẹ nhàng rồi anh di chuyển. Thì cái này nó giống như cái ga xe máy luôn thôi. Đẩy nhẹ đi nhẹ, đẩy mạnh đi mạnh. Cái này đẩy nhẹ này, phải đẩy mạnh này. Thấy không? Đẩy nhẹ này. Mạnh này, cái traffic này anh đẩy nhẹ mạnh thôi. Nói chung anh đi được là quen rồi. Bên nào anh muốn quay bên nào thì anh gạt bên đó. Đó, rồi anh vừa đi vừa di chuyển thì vừa xoay mình ngay. Vừa khi cái thành phẩm ra thì nó sẽ là nó quay được như thế này. Rồi cái này là bộ tri mod. Bộ tri mod là cái mod chân dung. Mod chân dung thì nó sẽ luôn luôn nằm như thế này. Đây, nó sẽ luôn luôn nó nằm như thế này nha. Đó, thì đó là mod đứng. Quay không nhập đâu, chưa nhập đúng không? Không phải để nó nhập, sẽ để nó nhập cái mốc quay mình cầm nó hơi cực thôi. Phải luôn luôn cầm ngang như thế này. Không cần phải canh lại đâu, không cần phải gỡ ra. Đúng rồi, chính xác. Nhưng mà mình cầm thì nó mệt thôi chứ không gì hết. Ok. Rồi cái kết thúc này thì tự chỉnh thôi. Ok. Hầu như là cái nhất là cái mod follow là mình sẽ thay những cái mod ở giữa, cái mod giữa như là những
thế anh coi cái này, cái ban thấp nhẹ hồi nãy vô đây đúng không? 360 độ là cái điều tiên quyết đó, anh vô trong này thì nó không có đâu. Cái đường này không có. Anh phải gạt nó xuống dưới. Cái NPV. Đúng rồi, chính xác. Rồi anh mới vô trong đó. Rồi anh rút lại tìm. Tìm cái nào mới đi vào 360 độ. Đó, ok. Vậy là muốn chơi được. Nhớ nha, phải cũng cái dưới cùng cùng mới vô là được. Là không dọc thì cứ nếu qua đây thì muốn dọc thì mình bộ tri mod, anh chịu có bộ tri mod thì là nó chịu quá không nhập. Không cần mấy thứ mà. Đó, ok. Rồi anh cầm máy đặt nằm ngang xuống. Thí dụ như nó lợp thì anh phải đứt to hai lần. Thí dụ, cầm thí dụ. Ngang không? Đúng rồi. Nó gọi là receiver ấy. Đó. Đúng kìa chưa? Cầm to hai lần cái. Dạ đúng rồi. Rồi ok, được chưa? Nắm sơ sơ rồi đúng không? Bây giờ tiếp theo nha. Bây giờ em giới thiệu hết mấy cái tính năng gì mình xài thôi. Rồi còn cái này là chi, cái này gọi là cái tốc độ follow. Nó sẽ có 3 level là slow, mid gọi là fast. Nếu mà follow slow á là chậm, có nghĩa là bây giờ hay như này đúng không? Em lắp tay qua thì nó từ từ nó sẽ qua. Thì cái này, nó càng chậm thì nó sẽ càng chống rung cho mình. Còn nếu trường hợp mà đua xe đây, anh quay đua xe mà anh quay theo cái solo là sai, tại vì khi mà cái xe anh dí theo như thế này á thì khi ngang thang theo kịp thì khi đó là anh không chịu nó qua phát, ok, thì khi đó anh lia ở đâu thì camera đi ở đó, anh thấy nó nhanh hơn nhờ đó. Còn thí dụ nó đu nhanh hơn nữa, nhanh hơn thành phát luôn, thì anh phải bấm vào cái thùng rồi anh kéo số lên và anh bấm cho sửa này nó rồi anh nhanh chậm gì đó thì anh kéo vào này đó. Thì giờ em cứ để mặc định cho anh coi cái nha. Cái nào có thể là do cái phòng mic này thì ở mức dựa ok, nhưng mà bao nhiêu hợp mình đã đi cái trong đi nhanh đi nhanh đúng rồi, tùy theo tốc độ của màu và chỉnh cho nó phù hợp. Rồi tiếp theo là cái bluetooth hồi nãy anh hỏi em á. Rồi cái bluetooth đó thì coi này nó có cái lỗ cái bluetooth thì anh vô trong hàng này nó bốn qua đó là anh chỉ có bật hai thứ. Cái thứ nhất là anh bật cái Bluetooth lên. Cái thứ hai là anh bật là Bluetooth Remote Control. Đó là cái máy này đó anh hay bật lên. Thì khi đó nha, anh lên bên này đầu tiên anh bật là chế độ Bluetooth thì nó sẽ có một gọi là Bearing. Bearing có nghĩa là nó đang cần liên kết với cái gì. Anh bật chế độ lên là đang cần liên kết với cái gì. Thì khi đó anh bật chế độ Bearing rồi ở phía dưới này anh kéo xuống một cái, anh bật thấy không? Cái ký hiệu Bluetooth không? Bấm vô thì khi đó anh đang bearing thì dưới này nó sẽ hiện lên cho anh thôi, nó sẽ hiện lên cho anh một cái list thì nó sẽ bao gồm trong đó là nó ghi là A731 đúng rồi. Rồi anh sẽ bấm vô cái hình dây xích của nó, bấm vô xong rồi trên này nó sẽ nói là thằng RF3 nó đang muốn kết nối thì mày có chịu hay không, thì anh bấm ok. Rồi xong bước đó rồi anh sẽ ra, anh bấm menu, anh bắt ra cái anh tìm cái một kế bên đó luôn, thì nó có một là Bluetooth Remote Control nó đang bật lên. Thì sau khi mà đã xong cái thao tác đó rồi thì anh ra coi đây bấm record đó rồi anh sẽ ăn liền. Đó, nhiều khi mình quên cái bước là remote control thôi, mình chỉ nhớ mình đeo thôi thì nó không ăn đúng không? Đúng rồi. Còn bật, nếu bật cái kia là đúng rồi, nếu anh đã đeo rồi mà bữa sau với anh quên anh lấy cái dây anh cắm vô thì nó lại không nhỉ? Là ví dụ là cái này khác mà cái này nó khác. Đúng rồi, nó đang nhớ là nó đang nhớ là phải bật dây, nó không nhận dây cho nên là anh phải không. phải vô Bluetooth, anh tắt Bluetooth đi, không dây là thì nó có hiểu là ok, anh không dùng dây. Một đó là sợi dây, hai là sợi nó giúp anh dùng một trong hai thôi. Bluetooth là phải hơn để đúng rồi, là nó không bị vướng cái dây lên này đó. Rồi ngoài ra thì để còn ở đây nó còn cái gì hay ho nữa à? Ở đây thì nó có cái một gọi là horizon này á, thì nó là nghiêng. Ví dụ nha, một ngày đẹp trời anh chơi một thời gian rồi mà cái gimbal của anh nó bị nghiêng, nó bị lệch so với đường nhận trời, nó hơi nghiêng qua bên trái hay bên phải vậy đó, thì anh sẽ vô cái horizon này anh bấm cho nó cân bằng đó, anh bấm vô cái horizon này đó là anh cân bằng tay, anh cho nó nghiêng bên nào hay là cho nó cân điện tử, cho máy nó tự cân, mà nhiều khi điện tử nó không chuẩn thì anh vô anh chờ tự lên tay luôn, anh bật chứ mà anh bật cái đường cái đường trong chờ là đúng không? Đúng rồi, rồi anh cưng theo đường trời. Cái đầu trước anh có bị một con rồi, F2 nó bị tình trạng đó lắm nghiêng, thì trong này nó có chỗ cho anh chỉnh luôn, cái đó là vô setting đúng không? Đúng rồi, vô setting tự vô coi vô rồi anh xuống anh tìm một là Hori, Hori thấy không?
cao hơn Razer. Đó, thằng trên là thằng tự động, thằng dưới là dưới là cái tay khô ra rồi nó quay tự động thôi. Ok ok. Bây giờ cứ nhận qua cái cò nha. Cò đi đâu mà không đúng không? Cái cò thì ở đây này, nó sẽ có một cái cò giúp là hay sai. Cái cò này á, khi mà anh ví dụ như là bây giờ anh presenter đây, ví dụ cho nó sai đây, ví dụ cho nó là làm đây không không đã nhìn cái hướng này để quay đi, thì mình sẽ bấm cái cò này bấm hai lần tấp vô đó, nó trả về chính giữa rồi giờ tiếp. Còn nếu trường hợp mình có ba lần là mình tự quay mình ok xin chào mọi người, thì đó anh cứ ngày hôm nào anh quay là thành phố thì nó không có. Nếu mà ship lại luôn bấm tắt là tự động nhảy lên. Chính xác, nó là auto lock thì bây giờ em tắt thử một cái nha. Tự động nó ship cái đó. Đúng rồi, cầm đi luôn. Nó auto lock bây giờ tắt nguồn này. Đó. À là tự lock cái gì đó. Đó. Vô hết. Rồi, mở nó tự động nó mở luôn. Đó hay không? À, chậm biết. Là cái tính năng này thì từ đó sẽ có hay được trước không có thì nhận đứng luôn rồi, nó lóc rồi nhé, là mình phải mở lóc hết ra. Bây giờ vậy bây giờ cho đứng luôn là mình thấy nó anh muốn làm gì cái này, giờ mình quay chụp này là đứng luôn, đứng lại luôn là khóa luôn rồi, khóa luôn, khóa hết tất cả các luôn. Bấm cái nút kia trước á, rồi nút một cái nút này hai lần đúng không, bấm một nút một bấm một nút giữ giữ này không, bấm hai lần giữ này không giữ luôn đó, anh thấy không, lóc viên bồn có nghĩa là bây giờ anh có làm cái gì giặt nữa thì nó bấm ra nó còn chưa gặp đó không, anh giữ im luôn luôn rồi giữ luôn ra luôn ra thì trả lại nha. Đó anh thấy không, anh lắc trái lắc phải lắc lên lắc xuống lắc nguyên gì thì nó cũng không có điều kiện chưa đó, thấy không. Rồi nhả ra thì nó sẽ trả về cái móc mà đang tỉnh ở đây. Bóp lại từ cái móc này. Được chưa? Thôi như đây. Không, đây. Cắt phá thì mới về nghiên cứu tiếp đi quay. Ok đó. Rồi con này ok mà. Nhìn chung là anh cân được rồi. Qua nó có xài rồi nè, con tôi chưa có xài chứ. Dạ, có gì cứ hỏi ông chỉ cho. Còn nếu mà ông bận thì cứ mắc nghe. Có gì cứ hỏi không? Cứ hỏi thì cứ hỏi. Trên bill đó. Đúng rồi. Ở gần như thế nào? Ở phòng này lấy kia giờ. Kia giờ. Dạ. Dạ, tôi vấn cho. Ok, thì con R3 cân tốt với lại bộ này nha. Để mình cân này. Đó. Nó còn cách cái này một khúc luôn này. Có nghĩa là mình sẽ lên được với những con này, nó dài hơn vẫn ok nha. Thoải mái luôn. Cái này mình cũng mình đi mới có nửa cây là chưa hết mà. Thậm chí mình lên dài rồi mình đẩy mình trượt nó về sắc xuống dưới đây của một đó một khúc luôn nha, nhiều quá, hai cái này là tới hai lóng tay lận đó. Thì con R3 này thì cân tốt bộ này và hàng sẽ luôn có sẵn tại Phú Quang và có giá tốt nhất cho mọi người. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi.